Hello, mình là Nam Ngô đây. Và hôm nay mình sẽ demo thử ASMR với bé rùa Adapra ha. Bây giờ mình sẽ cho bé ăn đậu bắp. Món kế tiếp bé sẽ thưởng thức đó là đậu que. Tiếp theo bé sẽ được thưởng thức cà rốt. Bây giờ bé sẽ thưởng thức dưa leo. Có vẻ như là không thích dưa leo lắm. Bé đang được thưởng thức VIP nha.
Bây giờ mình sẽ cho bé thử xương rồng tai thỏ. Bé sẽ được thử món củ sen. Tiếp theo bé sẽ được thử món bông súng. Món rau tần lô, mình gọi là cải cúc. Đây là lá mã đề.
các bạn. Nếu các bạn thích cái phong cách này thì comment bên dưới ha. Mình sẽ tiếp tục làm cho các bạn ha. Bye bye.